Chết. Con coi đánh bài cho em. Siêu mầm. Máy quá, máy quá. Tối chưa? Chết luôn chưa? Quá tuyệt vời nha em, đừng tiểu một lái nhá. Bay lên này. Trời ơi. Chết. Cô có nhân em. Chết tay chỗ em ạ. Gục. Cái cổ luôn này. Nhắm kỹ như này. Mở bên em ạ. Có đội mau đấy nha em. Bạn mấy con ấy quay để em có thấy ông nhân nào nằm yên luôn. Béo. Dạ. Bắn trong tay đấy. Dạ mày quay. Quay à? Chết. Con coi đánh bài cho em. Chết. Chết. Siêu phẩm. Con ở thì ngái cổ. Anh em đừng tiếp một lái một spa cho mình nhá. Miệt quái tại bắt tam hay nhìn con đỏ. Có đầu đỏ. Chúng ta mình đang có đi tìm kiếm những cái pháp bản như này các em ạ. Để gửi để đến em. Anh em thấy lực thú không? Đường đàn đi rất là thẳng với cứ lý xá luôn. Anh em nào mà muốn mua thú super hunter 0.7 thì lấy thì ủng hộ mình nhá. Bây giờ mình sẽ tìm con co đây, con co này thì chỉ tay chỗ các em ạ. Vì nó ăn phân tên cổ. Đó nào nhỉ? Ở đây. Em. Bị đâu? Con sổ. Ok chứ em. Lỡ lừa không được rồi nha em. Ngay đâu anh em ạ? Con sổ. Con mùa này nó đổi mau nhưng thực sự rất là bẻo anh em ạ. Trời ơi.
cho vào bao thôi. Béo này. Cửa vượt thành công. Ok, tiếp tục nhé nè. Anh em được tiệc một lái một số ra cho hai anh em nhé. Ui ui ui, con rắn đây. Ê, là đảo nó bắt không? Bắt không? Bắt bò luôn về chiên hề. Không trúng à? Không hát à? Để thấy cái đuôi thế. Đó. Đó, đuôi đâu? Đuôi đâu? Cái đuôi này chỗ đó cọ mồi đấy em ạ, trần được to. To rồi chứ, phải muốn giặt lấy cái xoay 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 vàng hay. Còn là thờ bắt rắn nha nè. Mình thì chịu. Con rắn nước này đây, xa như đây là to rồi nè mà. Có mồi, thêm mồi nè mà. Trừ là hôm nay thời tiết rất là mát đấy em ơi, nhưng mà buổi tối là gió quá, ra nhiều lúc bạn nó cũng đường đá nó cũng bị ảnh hưởng một chút đấy em ạ. Em sẽ mình sẽ bắt con rắn này về để mà cuộn lên mà nướng em ạ, thêm mồi đấy. Tuyệt vời không ơi, chảy máu, chảy máu, chảy máu. Siêu mầm. Bái qua, bái qua. Tốt chưa? Chết luôn chưa? Quả tuyệt vời nha anh em, đừng tiểu một lá nhá. Bay lên này. Trời ơi. Hốc máu. Bay lên này, ăn bên đờ này anh em ạ, ngay trên ngay phía sau này, cũng một tỷ thôi sao cũng này. Anh em đừng tiếc một lái chứ. Quá đi. Trời là, trời ơi có anh em này, béo cũ luôn. Cơ bản này anh em mình phải đi một chặp rồi mà những một lại gặp, toàn những phát đẹp gửi anh em ạ. Rồi lóng đẹp nhờ. Bây giờ là những con co của buổi mùa rồi nha anh em. Tận dụng mà bám cho anh em xem. Ok. Tiếp tục. Quả tê. Trời ơi. Cố lên. Chết. Chết. Chết quá nè. Không, con không mang con gì đấy. Ơ, sao đó. Cú văn Quảng Thị. Quảng Thị là cái loài này hiểu lắm em ạ. Cú này nó nhỏ, mà kiểu được con mỡ thì khá là ok. Cú này thì miền Nam đây anh em nhỉ. Anh em miền Nam thì bém cú này chắc mỏi tay. Mập anh em ạ. Tuy nhỏ nhưng mà mập. Size này thì ok.
ok, tiếp tục nhé. Lùng hàng đấy, đây con sáo nha nè. Vãi lỗ chung được. Phát tên biến rồi cơ, chẳng bay lại đó. Rồi cho nó chắc cái rồi mất công chờ lũ chạy tới sợ nhá. Anh em mình đang trên đường về em ạ, chúng là đi về có con nào nữa thì bé đấy.